Tử Vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Tỵ là người rất tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ người khác hết mình mà không mưu cầu lợi ích cho bản thân. Bề ngoài, họ luôn vui vẻ, cởi mở và thân thiện. Đó là lý do tại sao tuổi Kỷ Tỵ có nhiều mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý. Sang năm 2021, tuổi Kỷ Tỵ gặp được nhiều may mắn do sự tương hợp với Thái Tuế, lại còn được quý nhân giúp đỡ khiến mọi thứ dần tốt lên sau một năm ảnh hưởng do dịch bệnh. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Kỷ Tỵ có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có phải gặp những khó khăn hay trắc trở nào? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 sinh năm 1989. Tỵ hỏa gặp sửu thổ sinh tam hợp kim cục, thiên can tuổi Thái Tuế cùng với thương quan sinh tổ hợp phát tài. Năm 2021, tử vi dự đoán sự nghiệp của bạn thích hợp với hợp tác làm trong ngành kỹ thuật, thuận lợi cho công trạng tăng lên. Tử vi dự báo nhờ vào tài hoa của mình mà tuổi Kỷ Tỵ có được nhiều thành công, nhân duyên tốt đẹp, được bạn bè giúp đỡ, quý nhân trợ lực khiến vận thế sự nghiệp khởi sắc. Phương diện sự nghiệp đối với tuổi Kỷ Tỵ quả thực rất tốt. Năm nay, cơ hội thăng tiến của bạn đang rộng mở, sự nghiệp vận thế tốt đẹp và không có bất lợi gì lớn. Hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, nhưng đối với nam mệnh chưa kết hôn thì tình hình nhân duyên có vẻ hơi khó khăn một chút. Nam mạng tuổi Kỷ Tỵ phải tích cực cố gắng và chủ động nhiều hơn. Trong năm nay, tuổi Kỷ Tỵ nên chú ý một chút đến sức khỏe, đề phòng họa huyết quang. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Ngoài ra, kim bài Thái Tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ trong năm 2021. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Kỷ Tỵ sẽ trải qua trong năm 2021, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Kỷ Tỵ qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, năm 2021 dự báo năm mới bạn có Thái Tuế sửu thổ gặp Tỵ hỏa sinh tam hợp kim cục, thương quan phát tài. Tử vi dự báo năm mới bạn sẽ có được nhiều điều may mắn và thuận lợi đối với việc hợp tác. Bạn sẽ có cơ hội phát triển sâu hơn ở các ngành kỹ thuật. Năm nay, dù công việc tốt nhưng tuổi Kỷ Tỵ cũng cần hoạt động nhiều hơn, khối lượng công việc và thời gian tăng ca tăng lên. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 dự báo năm nay bạn sẽ có thăng tiến trong công việc, chức vị cũng tăng lên. Tuy nhiên, Kỷ Tỵ cũng nên chọn địa điểm làm việc thích hợp, nếu không rất dễ bị tiểu nhân hãm hại, công việc theo đó mà đi xuống. Nhờ sự tương hợp với Thái Tuế mà tuổi Kỷ Tỵ gặp được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp để có thể tận dụng vận may và có thể bứt phá hơn trên con đường sự nghiệp. Thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng bát bảo tâm kinh. Khi mang theo bên mình, vòng sẽ giúp bạn chiêu tài lộc, tăng may mắn, cải mệnh, chiêu mời quý nhân tương trợ và bảo vệ bạn khi bạn phát triển sự nghiệp trong năm 2021. Về mặt tài lộc, tử vi dự báo tài vận của nữ mạng Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong năm 2021 tương đối tốt. Các hạng mục hợp tác sẽ có được thuận lợi, may mắn với nhiều thu hoạch.
Ngoài ra, bạn cũng cần đề phòng bạn bè mượn tiền hay các mối quan hệ xã giao sẽ khiến bạn tiêu pha hoang phí, mất đi ích lợi. Về phần tài vận, tuổi Kỷ Tỵ có xu hướng phát triển độc lập, cho nên cũng sẽ có rủi ro xuất hiện. Tử vi khuyên nên hạn chế tiêu dùng, mua sắm, học cách tiết kiệm. Để có thể thuận lợi và gặp may mắn trong đầu tư, kinh doanh và phát triển sự nghiệp, thì thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy mang theo pháp khí, bát bảo, tâm kinh hàng ngày. Ngoài mang lại may mắn, vòng còn giúp xua đuổi tà khí và chiêu mời quý nhân, tương trợ trong năm 2021. Về mặt tình cảm, tử vi tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2021 vẫn chưa gặp được vận đào hoa của mình, cho nên các bạn độc thân có thể sẽ còn cô đơn theo một thời gian nữa. Trong tình cảm, Kỷ Tỵ nên chịu khó chủ động hơn để có thể có thêm nhiều mối quan hệ dễ phát triển. Mặc dù tuổi khá lớn nhưng mà tuổi Kỷ Tỵ vẫn không có nhiều may mắn, tình duyên trong năm nay. Bạn nên thực sự quan tâm đến chuyện này, đồng thời thay đổi bản thân nhiều hơn một chút thì mới có thể thu hút được các mối quan hệ. Đối với người đã kết hôn, năm nay mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc cũng có thể có niềm vui với con cái. Đây vừa là sợi dây gắn kết tình cảm giữa hai vợ chồng, cũng chính là món quà trong chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Tỵ. Trong năm 2021, để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của mình trong năm. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 dự báo có tai họa ngầm, thái tuế thay đổi làm tổn thương ngũ hành hỏa, khiến cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 chịu ảnh hưởng. Đi ra ngoài nên chú ý giao thông, trong năm cũng khó tránh khỏi tai ương xuất hiện. Đặc biệt đối với người phụ nữ có gia đình mà đang có ý định có thai, năm nay nên chú ý bảo vệ sức khỏe của bản thân, tránh gây hại đến thai nhi. Nữ mạng không nên uống nhiều chất kích thích, lao động mạnh hay hoạt động quá sức sẽ ảnh hưởng đến em bé. Còn đối với nam tuổi Kỷ Tỵ cũng không nên uống nhiều chất kích thích vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, khiến tinh thần suy kiệt. Để có một năm mới bình an và khỏe mạnh, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Tử vi từng tháng của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ vận trình từng tháng của tuổi Kỷ Tỵ để giúp các bạn có thể nắm rõ được và tìm cách giải quyết phù hợp. Xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp chương trình ngày hôm nay. Tháng 1 âm lịch. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2021 đặc biệt có động lực trong tháng này. Cho dù đó là công việc hay học tập, họ có thể thể hiện đầy đam mê và sức sống. Tinh thần này cũng có thể lây nhiễm cho những người xung quanh. Vì vậy, mối quan hệ giữa các cá nhân vẫn khá tốt. Ngoài ra, có thể gặp người hợp tác phù hợp của riêng bạn, đạt được sự phát triển nhanh chóng trong sự nghiệp và học tập. Tháng 2 âm lịch. Tử vi tháng 2 dự báo Kỷ Tỵ có túi tiền rủng rỉnh trong tháng này. Họ sẽ không keo kiệt trong cuộc sống hàng ngày và chất lượng cuộc sống có thể được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, đừng quá kiêu ngạo và ngông cuồng. Bạn nên thiết lập một lối sống đơn giản, đặc biệt là khi bạn gặp người khó khăn nên chủ động đưa tay giúp đỡ và đừng thờ ơ. Tháng 3 âm lịch. Nhiều người bạn cùng chí hướng sẽ hợp tác với bạn trong tháng này và cuộc sống của họ sẽ trở nên thú vị và trọn vẹn. Đó có thể là một đồng nghiệp mới ở nơi làm việc, hai người có cùng một phong cách sống. Một khi các bạn được chia thành một nhóm và hợp tác với nhau, hiệu quả công việc sẽ rất cao. Cũng có thể là những người bạn gặp nhau trong các cuộc họp mặt riêng tư có nhiều chủ đề chung, giúp mở ra những mối quan hệ mới tích cực. Tháng 4 âm lịch. Có nhiều điều tốt đẹp xảy ra trong tháng này rất đáng mong đợi. Đó có thể là một người đã phải lòng và đột nhiên thú nhận tình cảm. Ngoài ra còn thu được lợi nhuận lớn trong kinh doanh. Trong mọi trường hợp, bạn phải duy trì một tâm trí bình tĩnh và không có quá nhiều thăng trầm về cảm xúc. Nếu không, nó sẽ không đặc biệt tốt cho sức khỏe của bạn. Tháng 5 âm lịch. Tháng này mang lại tín hiệu vui cho sức khỏe của Kỷ Tỵ.
những căn bệnh cũ, nếu biết cách chăm sóc cơ thể đúng đắn, khả năng phục hồi hoàn toàn là khá cao. Trong thời gian này, Kỷ Tỵ hiếm khi bị bệnh và tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Tháng 6 âm lịch, ông chủ của bạn đánh giá cao năng lực của bạn trong tháng này, có thể sẽ có những thay đổi lớn trong vị trí hoặc tiền lương. Trong mọi trường hợp, Tỵ phải luôn giữ một tâm thế bình tĩnh, nếu không, điều đó chắc chắn sẽ khiến tiểu nhân ghen tị. Đồng thời, cũng phải cố gắng cải thiện kỹ năng và mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn cho các cá nhân và công ty. Tháng 7 âm lịch, tử vi tháng 7 tuổi Kỷ Tỵ có khả năng tích lũy tài sản nhanh chóng trong tháng này, nhưng xác suất làm giàu qua đêm không cao nên đừng mơ. Có thể là kinh doanh bên lề, hoạt động tư nhân đã phát triển tốt và có thu nhập phát triển. Nhưng ngay cả khi bạn có tiền trong tay, đừng quá tự hào, hoang phí, nên siêng năng và tiết kiệm. Tháng 8 âm lịch, chuyện tình cảm làm chủ trong tháng này. Người tuổi Tỵ có những cuộc gặp gỡ lãng mạn trong tháng này, xác suất cao yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, cần phải phân tích các vấn đề cụ thể một cách chi tiết. Những người bạn độc thân nên tự nhiên nắm bắt cơ hội để thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt. Nếu bạn có bạn đời hoặc đã kết hôn, bạn phải biết kiềm chế cảm xúc bên trong và không phản bội bạn đời, nếu không sẽ gây ra nhiều rắc rối. Tháng 9 âm lịch, tháng tài lộc dồi dào, tài sản tăng lên toàn diện. Cho dù đó là cuộc sống hay công việc, khá hạnh phúc và thoải mái. Không có gì phải lo lắng, áp lực rất nhỏ, rất có nhiều thời gian dành để làm những việc bạn quan tâm. Nhưng đừng quá nương chiều bản thân. Bạn nên có những mục tiêu và kế hoạch rõ ràng để chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai. Tháng 10 âm lịch, niềm vui nhỏ sẽ đến với bạn. Có thể là có thêm một thiên thần nhỏ trong gia đình hoặc nuôi thêm thú cưng. Bạn tràn đầy mong muốn và kỳ vọng mới trong tương lai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu bạn đang nuôi một con thú cưng nhỏ, bạn phải hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chủ. Tháng 11 âm lịch, tháng này tuổi Kỷ Tỵ sẽ bận rộn với sự kiện tại nhà, vì vậy phải chuẩn bị kỹ càng. Có thể đó là tân gia hoặc thi đỗ vào trường học tốt. Tất nhiên, khả năng lớn nhất là ai đó trong gia đình kết hôn. Sự xuất hiện của các sự kiện hạnh phúc sẽ tác động nhỏ đến tài sản gia đình bạn. Cuộc sống êm đềm, thoải mái, nhiều điều tốt đẹp bất ngờ sẽ xảy ra. Đó là điều đáng mong đợi. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối năm đem lại vận may về tiền bạc cho bạn. Trong tháng này, tuổi Tỵ phải biết cách nắm bắt các cơ hội kinh doanh và đặc biệt tận dụng tốt tất cả các thông tin trong tay để không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, để tránh sự ghen tị từ kẻ xấu, đừng lưu trữ quá nhiều tiền mặt và đồ vật có giá trị trong nhà để tránh bị kẻ trộm nhắm vào. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.